Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đất nhiệm màu, trong ngày mà kiếp khó tiền cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghị nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 416. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ quyển 3. Phẩm 6 quan sát phần 2. Lại nữa, các Như Lai sắc xa lìa phiền não, nên thọ cũng xa lìa phiền não, cho đến hành thức cũng xa lìa phiền não. Lại nữa, các Như Lai giới cũng xa lìa phiền não, tam muội trí tuệ cũng xa lìa phiền não, cho đến giải thoát tri kiến cũng xa lìa phiền não. Như vậy cho đến các Như Lai, lời nói của chư Như Lai đã nói, đang nói, sẽ nói, và tất cả giáo pháp đều là pháp xa lìa phiền hẳn phiền não. Này Hiền Hộ, tất cả giáo pháp như vậy người trí có thể biết được, người ngu không biết. Khi người nào có thể xem xét như vậy thì tất cả các pháp đều không thể nắm bắt được. Vì sao không thể nắm bắt được? Vì ai có thể chứng nên không thể nắm bắt được? Vì sao chứng nên cũng không thể nắm bắt được? Do đâu chứng nên cũng không thể nắm bắt được? Người kia xem xét như vậy rồi, nhập vào cõi tịch diệt phân biệt các pháp, cũng không phân biệt các pháp. Vì sao? Vì các pháp là không. Này Hiền Hộ, như lửa chưa được đốt lên mà có người nói, hôm nay ta trước tiên dập tắt lửa này. Này Hiền Hộ, ý ông thế nào? Lời nói người kia đúng không? Hiền Hộ đáp, bạch Thế Tôn không. Phật bảo Hiền Hộ, cũng vậy, các pháp từ xưa đến nay hoàn toàn không thể nắm bắt được. Tại sao bây giờ đã có thể nói, ta có thể chứng biết tất cả các pháp, ta có thể hiểu rõ tất cả các pháp, ta có thể giác ngộ tất cả các pháp, đã có thể độ thoát tất cả chúng sinh? Ở trong sinh tử, lời này không đúng. Vì sao? Vì trong pháp giới kia vốn không có các pháp, cũng không có chúng sinh. Vì sao lại nói độ? Vì ở trong thế đế nên thế nhân chuyên mà nói là độ thôi. Này Hiền Hộ, ý ông thế nào? Người kia nói như vậy có thật không? Hiền Hộ đáp, thưa không, bạch Thế Tôn. Phật bảo Hiền Hộ, vì vậy các thiện nam thiện nữ kia muốn thành tựu Bồ Đề vô thượng, cho đến muốn thành tựu chuyên giác Bồ Đề, thanh văn Bồ Đề, thì nên quan sát tất cả các pháp. Khi xem xét phải nhập định tịch diệt, không có phân biệt cũng chẳng phải phân biệt. Vì sao? Này Hiền Hộ, tất cả các pháp kia không thật có sự không sinh. Song định có phân biệt tức là một bên, định không phân biệt cũng là một bên, nhưng sở hữu hai bên này là định không tịch diệt, chẳng phải định không tịch diệt. Nó không có chỗ suy lường, không có chỗ phân biệt, không có chỗ chứng biết, không có chỗ tạo tác, không có chỗ tập hợp, cũng không có chỗ nhớ nghĩ, không có chỗ phát sinh. Này Hiền Hộ, đó gọi là trung đạo. Các vị có được như vậy chỉ nương vào đạo lý thế gian mà nói. Lại nữa, này Hiền Hộ, ở trong nghĩa chân thật đệ nhất ấy, hoặc ở giữa hoặc ở một bên đều không thể nắm bắt được. Vì sau này thì hội tất cả các pháp cũng như hư không, sau này vốn vắng lặng, chẳng đoạn, chẳng thường, không có tích tụ, không có chỗ trụ, không thể nương tựa, vô tướng, vô phi, không thể tính đếm. Này Hiền Hộ, không thể tính đếm lần sau gọi là có, không thể tính đếm nên không nhập vào số, không nhập vào số nên cuối cùng cũng không có trí tính toán danh ngôn. Này Hiền Hộ, Đại Bồ Tát khi xem xét chư Như Lai như vậy là không thể chấp trước. Vì sao? Vì tất cả các pháp là không chấp trước, vì không có chỗ để có thể chấp trước, cũng không có nguồn gốc để có thể cắt đứt. Nguồn gốc để trừ diệt nên không có chỗ để nương. Này Hiền Hộ, Đại Bồ Tát ấy thường suy nghĩ về tam muội chư Phật hiện tiền như vậy. Nếu thấy chư Như Lai như vậy rồi thì không nên chấp trước, không nên nắm giữ. Vì sao? Này Hiền Hộ, vì tất cả các pháp là không thể nắm giữ, cũng như hư không, tà tánh tịch diệt. Này Hiền Hộ, với như chùy vàng đặt vào trong lửa đốt lò, nấu chảy ra để luyện thì sức nóng của nó là rất ghê gớm. Lại như có hòn sắt mới lấy từ trong lửa ra, nó sáng rỡ nóng rực. Người có trí không nên cầm nắm. Vì sao? Vì sắt nóng chảy, vàng nóng tiếp xúc vào sẽ bị thiêu đốt. Cũng vậy, này Hiền Hộ, Bồ Tát quán Phật không nên chấp trước. Việc này cũng như vậy. Vì thế Bồ Tát khi quán sắc tướng của Phật không nên sinh tâm chấp trước. Như vậy quán thọ cho đến quán hành thức cũng không nên sinh tâm chấp trước. Lại nữa, Bồ Tát kia khi quán giới cũng không nên chấp trước.
Như vậy, quán định cho đến quán trí tuệ giải thoát khi tác tri kiến của không nên sinh chấp trước. Vì sao? Vì hệ chấp trước thì rốt cuộc không thể nào xa lìa khổ sinh tử. Vì pháp khổ này đều do sự chấp trước mà có. Vì vậy, Bồ Tát khi quán xét các Như Lai không nên sinh nhớ tưởng về chấp trước. Này hiền hộ, tuy không chấp trước, nhưng phải hết lòng mong cầu công đức tốt đẹp nhất của chư Phật Thế Tôn, nghĩa là trí Phật, trí Như Lai, trí rộng lớn, trí tự nhiên, trí tự tại, trí không thể nghĩ bàn, trí khó sơ lường, trí không có gì bằng, trí nhất thiết trí. Nếu mong cầu được nhập các cái trí này thì phải luôn siêng năng suy nghĩ về tam muội quan sát thấy Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ để làm rõ nghĩa này. Ví như gương sáng và phấn son, người nữ trang sức đẹp hình thể, người ngô thấy lại sinh tâm nhiễm, rồi mong cầu theo đuổi khắp nơi. Ở trong không mang tưởng đảo điên, không biết pháp này hư vọng sinh, lòng ham muốn ấy như lửa đốt, trở lại khởi dục người nữ đó. Nếu Bồ Tát nào nghĩ như vậy, gọi là tâm vô trí chấp ngã. Quả ngọt Bồ Đề ở vị lai, ta cứu chúng sinh khỏi khổ lớn. Trong nghĩa đệ nhất không chúng sinh, thế gian chỉ có sinh lão tử, các pháp không hình như trăng nước, đâu có Bồ Đề mà mong cầu. Sắc hình dung mạo như bóng gương, như huyễn như vợn nắng hư không, phàm phu tưởng chấp bị ràng buộc, tuy bị buộc vào không không thật, nhưng Bồ Tát những người có trí biết đời điên đảo, tìm chánh kiến thấu tỏ không người ai thọ khổ, được vậy sẽ thành vô thượng giác, ý không phân biệt Phật Bồ Đề. Tâm ý xưa nay vốn thanh tịnh, không bị các cặn đục sinh tử, trên đắc quả chân thật tối thắng. Tất cả sắc pháp các vô lậu, không thể phân biệt vọng và chân. Trừ diệt các dục tâm giải thoát, người biết như vậy chứng tam muội. Lúc đầu nghĩ Phật không hình tướng, sau nghe các pháp vốn thanh tịnh, suy nghĩ như vậy không hề khác, chứng tam muội này chẳng có gì. Thường hay suy nghĩ tạo tướng không, để diệt được hết vi trần tụ, không phân biệt thành hay là hoại, tất cả ngoại đạo đều bỏ qua, không phân biệt tất cả các sắc, mắt tuy thấy tâm không lệ thuộc, thấy chư Phật như vầng thái dương vượt lên trên pháp giới thế gian. Tâm ấy thanh tịnh mắt trong sáng, siêng năng tinh tấn thường trụ định, được học rộng không thể nói hết, chứng tam muội này nghĩ chân thật. Nếu không thấy mà chứng tam muội, tất cả người mù đều chứng biết, không phải lấy thấy hay không thấy, trong đấy ngoại đạo đều mê mờ. Thường hay suy nghĩ lìa tưởng lìa tướng, thấy chư Phật ấy tâm thanh tịnh, thấy như vậy rồi quán tất cả, người ấy mau chứng tam muội này. Không có đất nước và gió lửa, chẳng phải cõi không trụ ở trước. Nếu muốn xem xét tất cả Phật, nên tưởng ngồi tọa nói âm diệu. Như ta ngày nay giảng pháp màu, người ưa thích pháp thấy thân ta, không nên suy nghĩ điều gì khác, cho nên tưởng Phật đang thuyết pháp. Chuyên nghĩ như vậy không thấy khác, mong cầu được học rộng như thế. Ta nói định này một lòng quán. Nắm bắt điều chư Phật đại giảng, không có Phật nào ở quá khứ, cũng không hiện tại và vị lai, chỉ có thiền định đẹp sáng trong, không thể nói chứng về người chứng. Ta là vô thượng trong ba cõi, vì lợi thế gian nên xuất hiện, chứng biết quả Bồ Đề chư Phật, dạng tam muội này không ai bằng. Nếu muốn thân tâm đều an vui, cầu công đức Phật không nghĩ bàn, cho đến chứng quả Bồ Đề ấy, nên tu tam muội thù thắng này. Muốn biển học rộng sâu lớn sạch, vì chúng sinh nên phải mong cầu, mặc phải mau xả bỏ hết dục trần, quyết tu tam muội thù thắng này. Nên muốn một đời thấy nhiều Phật, thái độ cung kính mà tu hỏi, nên mau xa lìa chớ vướng mắc, quyết quán tam muội tốt đẹp ấy. Đó là chỗ không dục không sân, cũng không ngu si và canh ghét, lại không vô minh và lưỡi nghi, quý trụ ở định sâu lắng ấy. Phẩm 7 đầy đủ giới hạnh. Bây giờ Bồ Tát hiền hộ là bạch Phật, bạch Thế Tôn thật là hy hữu, nên mới có tam muội thù thắng ấy. Bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát bỏ nhà xuất gia,
trong tâm ưa muốn giả nói, muốn nghĩ, muốn suy nghĩ về tam muội này, thì nên an trụ vào pháp nào để có thể giả nói và suy nghĩ? Phật bảo hiền hộ: Này hiền hộ, nếu có Bồ Tát bỏ nhà xuất gia, rất muốn giả nói và lại muốn suy nghĩ về tam muội này, thì trước hết Bồ Tát xuất gia ấy nên ủng hộ và giữ gìn giới hạnh trong sạch, giới hạnh không khuyết, giới hạnh không nhiễm, giới hạnh không nhơ, giới hạnh không đục, giới hạnh không vướng mắc, giới hạnh không động, giới hạnh không bị chê trách, giới hạnh được người trí khen ngợi, giới hạnh được bậc thánh yêu kính, nên nghĩ biết các giới như vậy. Này hiền hộ, Bồ Tát xuất gia kia làm thế nào để được giới hạnh thanh tịnh, đến làm thế nào để được giới hạnh được bậc thánh yêu mến? Này hiện hộ Bồ Tát xuất gia kia nên nương vào Ba La Đề Mộc Xoa để thành tựu oai nghi, thành tựu các hạnh cho đến thành tựu vô số giới hạnh. Thấy rồi rất sợ hãi nên sống đời sống thanh tịnh, ở trong các giới nên nghĩ đến thành tựu, nên tin sâu không được cố chấp, ở trong các pháp không vô tướng vô nguyện, khi nghe nói thì tâm không kinh sợ không hối tiếc. Này hiện hộ, cho nhân duyên ấy Bồ Tát xuất gia kia sẽ thành tựu giới hạnh trong sạch, không thiếu giới hạnh, không vướng mắc giới hạnh, cho đến thành tựu giới hạnh được bậc thánh yêu mến. Bây giờ Bồ Tát hiền hộ lại thưa: Bậc Thế Tôn, Bồ Tát xuất gia kia làm thế nào mà các mà lại có các hay giới hạnh không thanh tịnh, giới hạnh bị khuyết hở, giới hạnh bị xấu nhiễm, giới hạnh bị ô uế, giới hạnh lệ thuộc, giới hạnh bị người trí của trách, giới hạnh bị bậc thánh không yêu mến? Phật bảo Bồ Tát hiền hộ: Này hiền hộ, nếu Bồ Tát xuất gia nào mà vướng mắc vào sắc mà thọ trì giới cấm, tu hành phạm hạnh, cũng vậy vướng mắc vào thọ tưởng, vào hành, vào thức, vào thọ trì giới cấm, tu hành phạm hạnh, tu hành rồi lại tự nghĩ, nếu ta trì giới như vậy, khổ hạnh như vậy, tu học như vậy, phạm hạnh như vậy, ta nguyện vào đời bị lái được sinh lên cõi trời, hoặc làm người có quyền lực, ta hưởng phước báo. Này hiện hộ, cho nhân duyên ấy mà Bồ Tát xuất gia ấy thành tựu các giới không trong sạch như vậy, cho đến giới không được bậc thánh yêu mến, đó là vì có mong cầu, vì có sinh, vì thọ quả dục gì chỗ sinh đến. Này hiện hộ, do đó Bồ Tát xuất gia khi muốn giảng nói tam muội này, hãy suy nghĩ về tam muội này, trước hết nó nên đầy đủ giới hành trong sạch, cho đến thành tựu giới được bậc thánh yêu mến, cũng luôn nghĩ đến thực hành bố thí ba la mật, nghĩa là bố thí tối thắng, bố thí pháp, bố thí cao thượng, bố thí cao quý, bố thí vi diệu, bố thí tịnh diệu, bố thí vô thượng, cũng luôn dũng mãnh tinh tấn, không nghĩ, không bỏ gánh nặng, không quên nghĩ nhớ chân chánh, một lòng thực hành, lòng tin chân chánh trong sạch, không ganh ghét, không vướng mắc vào danh tiếng lợi dưỡng thế gian, cầu xin đúng pháp để nuôi thân mạng, thường hành việc khất thực, không nhận mời biệt thỉnh, chán xa chốn náo nhiệt, ưa nơi thanh vắng, tôn sùng thánh chủng, hầu hạ cung kính hành đầu đà. Bỏ lời nói thế tục, chỉ làm việc xuất thế, im lặng trong chúng. Nếu có nói cũng không nói nhiều, thường kính nhường người, không dám xem thường ai, lúc nào còn biết hổ thẹn, có ân thì biết ân, biết rồi thì báo đáp. Đối với bạn lành, từ đến gần gũi, tôn kính các bậc tôn sư, phụng sự, không chấm trái. Nếu được nghe kinh điển sâu xa vi diệu thì nên chuyên tâm lắng nghe, ghi nhận hoàn toàn không mệt mỏi. Đối với pháp sư phát sinh tâm, nghĩ tưởng như cha hiền, như bạn lành, cho đến tưởng như chư Như Lai. Do pháp rất tốt đẹp này, và thành tựu Bồ Đề vô thượng, càng tăng thêm lòng tôn trọng kính mến. Lại nữa này, hiền hộ, nếu Bồ Tát kia hoặc lúc ở trong hàng thanh văn nghe giảng thuyết kinh pháp sâu xa này, đối với pháp sư không kính mến, không tôn trọng, không tưởng như cha hiền, không tưởng như bạn lành trí thức, không tưởng như chư Phật, không tưởng như thầy dạy, không chịu gần gũi hầu hạ cúng dường, thì việc nghe kinh điển dù là ở nơi nào cũng nên biết người này không thể lắng nghe, ghi nhận, ghi chép giảng nói làm cho chánh pháp trụ lâu ở đời được. Người này mà lắng nghe ghi nhận hoặc có thể sao chép, có thể giảng nói làm cho chánh pháp trụ lâu ở đời thì không có việc này. Này hiền hộ, như vậy Bồ Tát khi ở trong hàng thanh văn nghe nói pháp vi diệu này mà không yêu kính, không tôn trọng, cho đến không tưởng như chư Phật, không hết lòng gần gũi cúng dường, hoặc hay đọc tụng, hoặc thọ trì, hoặc giảng nói, làm cho kinh điển này không mau bị diệt thì không có việc ấy. Vì sao? Vì không tôn trọng kinh điển ấy thì pháp này không lâu sẽ hoại diệt.
Này hiền hộ, nếu Bồ Tát kia ở trong hàng thanh văn, nghe nói kinh điển ví dụ như vậy, sinh tâm yêu mến, tôn trọng, tưởng như Thầy dạy, như các Như Lai gần gũi, hầu hạ, cúng dường, có thể lắng nghe, ghi nhận, cũng có thể ghi chép những nói làm cho kinh này trụ lâu ở đời, làm lợi ích cho chúng sinh, thì việc như vậy có thể xảy ra. Này hiền hộ, nếu Bồ Tát khi ở trong hàng thanh văn, nghe nói kinh điển ví dụ như vậy, liền sinh lòng tôn trọng, tưởng như chư Phật gần gũi hầu hạ cung kính cúng dường. Người này chưa tu học kinh điển này thì được tu tập vi giảng tích thì được giảng nói là cho pháp vi diệu này trụ lâu ở đời, không bị hủy hoại khiến đoạn diệt, thì việc như vậy có xảy ra. Vì sao? Vì yêu kính tôn trọng pháp cho nên pháp được trụ lâu ở đời. Này hiền hộ, cho nhân duyên ấy tôi nói với ông, người nào đối với vị thầy giảng nói pháp mà rất yêu mến, kính trọng, tôn quý, tự như bạn làm tri thức, tự như thầy dạy, tự như chư Phật hết lòng hầu hạ cung kính cúng dường, này hiền hộ, người làm như vậy tức là làm theo việc làm của ta, khi nhận lời dạy của ta. Này hiền hộ, Bồ Tát xuất gia kia nếu muốn giảng nói tam muội ấy hoặc muốn suy nghĩ về tam muội này thì phải ưa thích các việc làm ở nơi thanh vắng, không được ở trong làng xóm thành ấp, xa lì bè nhóm, lìa chỗ có mong cầu nhiều, không tham y phục thức ăn, không tích trữ lúa gạo đồ ăn, không được cất chứa tài vật của cải, không được tham cầu tiếng khen lợi dưỡng, không quý tiếc thân mạng, thường nghĩ đến việc xả thân, xa lìa tam đấm, thường tu tưởng đến cái chết, biết hổ thẹn trong mọi việc làm, không tạo biết ác, lãnh thọ chánh pháp, không có tâm nghi ngờ, thường nghĩ đến xa lìa, chớ không vướng mắc vào các tướng, thường tu tâm từ, không ôm lòng hận oán, thường phát tâm bi, không sân giận, luôn vui vẻ, không tưởng việc yêu ghét, thường kinh hành để phá trừ mê mờ phiền não. Này hiện hộ, Bồ Tát xuất gia nếu có thể vui vẻ trụ ở pháp hành như vậy thì có thể tu học giả nói suy nghĩ về tam muội niệm Phật hiện tiền. Bây giờ Bồ Tát hiện hộ là bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật là hiếm có kinh điển do Như Lai ứng cúng đã đánh giác giả nói, thật là sâu xa vi diệu không thể nghĩ bàn. Nhưng các Bồ Tát đời vị lai lại lười biếng uể oải, được nghe kinh điển sâu xa vi diệu này lại sợ hãi nghi ngờ thoái lui, không phát tâm vui mừng ưa thích. Những người ấy lại nghĩ, nay ta phải ở vào đời chư Phật khác mới có thể tu tập kinh điển này. Vì sao? Vì ta tự biết có nhiều chướng ngại, khó khăn, thân bị bệnh khổ, khí lực rất yếu, sao có thể tu tập kinh điển này? Bạch Thế Tôn, những người ấy đối với pháp sâu xa lại bỏ bê xa lìa, không thể siêng năng dũng mạnh tinh tấn, ưa muốn thành tựu kinh điển ấy. Bạch Thế Tôn, bây giờ cũng sẽ có các Bồ Tát tinh tấn siêng năng, chuyên tâm nghĩ cầu, ưa thích pháp này, thọ giữ pháp này, khi nhận pháp này. Nếu các pháp sư giảng nói pháp này thì nên thực hành theo đúng như pháp, có thể xả bỏ thân mạng, không tham đắm vào danh tiếng, không cầu lợi dưỡng, không tự nói ra khả năng của bản thân mình, không vướng mắc vào chuyện y bác, không ưa thành ấp, thường đến nơi thanh vắng, chốn núi rừng yên tĩnh. Người nghe pháp vi diệu này rất vui mừng, lại hoàn toàn siêng năng tinh tấn lắng nghe, ghi nhận, thu nộp tụng, thập trì, suy nghĩ về nghĩa lý, thực hành theo đúng pháp. Những người ấy giờ đời vị lai ở chỗ các Như Lai, chẳng phải chỉ mong cầu sự học rộng, cũng chẳng phải chỉ mong cầu được ở nơi đó, nên chỉ vì thành tựu các công đức mà luôn nghĩ đến việc phải siêng năng tinh tấn dũng mãnh. Bạch Thế Tôn, những vị ấy từ xưa đã từng cúng dường chư Phật, gieo trồng căn lành, các thị nam thị nữ phát tâm tinh tấn dũng mãnh để nghe giáo, nghe pháp vi diệu này, để phát thệ nguyện lớn trang nghiêm: ta nguyện tạm bị da thịt khô cày, xương tan tủy nát, thân tâm đốt cháy, bị khổ nạn không ngừng, quyết muốn thành tựu kinh điển vi diệu này, không bao giờ tạm thời biến nhát bê trễ mà không lắng nghe pháp vi diệu hơn hết ấy, cũng không thể không suy nghĩ về nghĩa lý sâu xa và lại giảng thuyết cho tất cả, không bỏ người nào, luôn dũng mãnh tinh tấn giúp đỡ các Bồ Tát lắng nghe kinh điển vi diệu của Như Lai, nghe rồi liền sinh tâm vui mừng. Bây giờ Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát hiền hộ: lành thay này hiền hộ, đúng như vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, ta nay cũng vui theo. Này hiền hộ, ta vui theo vì tất cả hằng hà sa số chư Phật Thế Tôn trong ba đời cũng đều vui theo. Khế Bồ Tát hiền hộ là bạch Phật: nếu có Bồ Tát tại gia ở thế gian nghe tam muội này, muốn tự suy nghĩ tức thời giảng thuyết được cho người, có thể đến một ngày hoặc một đêm, thì người ấy an trụ nơi mấy loại pháp hành
để được thành tựu sự suy nghĩ về tam muội mà giảng thuyết cho người. Phật bảo hiền hộ: Bồ Tát Đại Gia ở thế gian nếu muốn tu tập suy nghĩ về tam muội hoặc một ngày một đêm cho đến trong khoảng thời gian một lần vắt sữa bò, ta nói cho ông biết Bồ Tát Đại Gia ấy ở thế gian nên tên hiểu chân chánh, không tham lam kiêu kiệt, luôn nghĩ đến việc thực hành bố thí, tùy ý nhiều hay ít nên bố thí tất cả, không mong cầu phước báo, nên quy y Phật pháp tăng, không phụng thờ cũng không lễ bái trời thần, không sinh tâm ganh ghét, thương dưới giả tùy thuận, nên sinh sống bằng nghề nghiệp thanh tịnh đúng pháp, không luyến ái nơi con cái, không chìm đắm chuyện thê thiếp, không dướng mắt vào chuyện nhà cửa, không lên mê của báu, vô thích xuất gia, cả bỏ đau tóc, tu tám phần trai giới, thường ở nơi yên tĩnh, thường giữ tâm hộ thẹn, phát tâm bồ đề, không nhớ nghĩ thừa nào khác, thấy có tỳ kheo giữ giới thanh tịnh tu phạm hạnh, hoàn toàn không xem thường mà phải cung kính, được học tam muội này từ người nào thì coi đó là thầy, phát tâm cung kính tôn trọng tựa như bạn lành, tri thức tựa như thầy dạy, tựa như chư Phật, phụng sự tất cả những vật dụng cần thiết, thường phải biết ơn người đến báo đức và đã chỉ dạy pháp báo vi diệu này cho ta. Này hiền hộ, Bồ Tát Đại Gia kia khi ở thế tục nên vui vẻ trụ ở các pháp hành như vậy, sau đó mới chỉ dạy tam muội này phải suy nghĩ như vậy, tu tập như vậy. Bây giờ Bồ Tát hiền hộ đã bạch Phật mà Thế Tôn thật là hiếm có, Đấng Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, muốn làm cho chúng Bồ Tát Đại Gia hay xuất gia có lòng tin chân chánh, thành tựu pháp sâu xa, ưa thích mà giảng thuyết pháp cao tột tốt đẹp này, làm cho được an trụ nơi vô lượng pháp hạnh, để sau đó sẽ đạt được sự suy nghĩ về tam muội giải thoát ấy. Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, tam muội này có được duy trì đồng đạo ở cõi chiếm phụ đề không? Phật bảo Bồ Tát hiền hộ: Này hiền hộ, sau khi ta diệt độ, kinh nói về tam muội này được lưu truyền rộng rãi ở cõi chiếm phụ đề trong 4.000 năm. Nhưng 500 năm sau đó, khoảng 100 năm cuối, khi chánh pháp diệt, khi các tỳ kheo hành ác, khi chánh pháp bị phỉ báng, bị phá hoại, khi việc giữ giới bị tổn giảm, khi việc phá giới tăng thêm nhiều, khi các nước đánh nhau, trong những lúc như vậy, đã có nhiều chúng sinh trồng nhiều căn lành, từ xưa đã từng gần gũi chư Phật, cúng dường tu hành gieo trồng những hạt giống lành, sẽ làm cho các người kia hiểu được kinh này. Kinh nói về tam muội này là được lưu truyền ở cõi giới Bồ Đề, đó là nhờ oai thần của Phật, nên sau khi ta diệt độ, chính những người ấy nghe kinh rồi, vui vẻ ghi chép, đọc tụng, nhận giữ, suy nghĩ về nghĩa lý giảng giải cho người khác để tu hành đúng như pháp. Bây giờ Bồ Tát Hiền Hộ và Ly Sa Tử Bảo Đức nghe Như Lai nói lúc chánh pháp diệt, liền buồn rầu rơi lệ, từ chỗ ngồi đứng dậy, sẽ là y phục bày vai phải, có phải quỳ sắc đất chắp tay cung kính thưa. Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, dần 100 năm cuối cùng của 500 năm sau kia, khi sa môn điên đảo, khi chánh pháp sắp diệt, khi chánh pháp bị phỉ báng, khi chánh pháp bị phá hoại, khi việc giữ giới bị tổn hại, khi việc phá giới lại tăng thêm nhiều, khi việc bảo vệ chánh pháp giảm xuống, việc ủng hộ phi pháp tăng thêm, khi chúng sinh đua loạn, khi các nước tranh nhau, đối với kinh điển nói về tam muội như Như Lai nêu giảng, chúng con có thể đọc tụng tọa trì tư duy về nghĩa lý giải thích rộng rãi cho mọi người. Vì sao? Vì tâm chúng con không nhàm lìa, hoàn toàn không chán đủ. Vì thế Như Lai nói ra, chúng con có thể lắng nghe, nên có thể ghi chép, có thể đọc tụng, có thể thọ trì, có thể suy nghĩ, nên có thể tu hành, cũng có thể giảng nói rộng rãi. Bây giờ thương chủ Bồ Tát là con của cư sĩ Già Ha Ngập Đa tên là Nala Đạt Đa Ma Nạp. Nghe Như Lai nói vào đời vị Lai, chánh pháp bị hoại diệt, vì cảm ơn chánh pháp nên thương xót rơi lệ, liền rời khỏi chỗ ngồi, sợ là y phục bày vai phải, với phải sắc đất cung kính chắp tay thưa. Bạch Thế Tôn, chúng con đối với kinh Như Lai đại giảng nói và đối với người thọ trì kinh, chúng con đều bảo vệ, giữ gìn, làm cho luôn được tăng trưởng. Bạch Thế Tôn, nay con càng thêm bảo vệ, gìn giữ kinh điển phi diệu như Như Lai nói, làm cho lưu truyền rộng và được trụ lâu ở đời. Vì sao? Vì kinh điển này có thể ở trong vô lượng A Tăng Kỳ kiếp đã làm nhiều người thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, chúng con được nghe pháp chưa từng có,
sẽ hết lòng thọ trì, suy nghĩ về nghĩa lý, giảng thuyết cho người để lưu truyền rộng khắp. Bạch Thế Tôn, con nghe được kinh điển với giáo pháp sâu xa này, nếu tất cả thế gian không có người tin kính thì con sẽ tạo căn lành, làm điều kiện thích ứng tốt cho họ trước, rồi sau đó mới giảng dạy cho họ hiểu. Bây giờ trong pháp hội có đủ 4 chúng gồm 500 tỳ kheo, tỳ kheo đây ôm tắc ưu bạc di. Ngài Đức Khe La nói vào đời vị lai, chúng pháp bị hoại diệt, và cảm ơn chúng pháp nên lương thương xót khóc lóc, nước mắt như mưa, liền rời khỏi chỗ ngồi, sẽ là y phục bày vải phải, có phải sắc đất cung kính chấp tay thưa. Bạch Thế Tôn, chúng con thọ trì chánh pháp của Như Lai. Còn đối với các hàng đại sĩ trường phu thiện, thì lúc ấy đối với con sẽ là chỗ nương tựa, che chở tạo cho chúng con được hoàn tất công việc. Khi chúng con đối với kinh sâu xa như Như Lai giảng nói, giữ lấy được nghĩa lý chân thật đúng như pháp mà tu hành. Nguyện xin Đức Thế Tôn giao phó cho chúng con và các bậc trượng phu thiện đã được thọ ký rõ. Vì sao? Bà Thế Tôn, vì chúng con và những vị kia đều có thể bảo vệ, giữ gìn chánh pháp và tiếp độ chúng sinh. Lúc này Thế Tôn liền mỉm cười, phát ra ánh sáng màu vàng rồng, tỏa chiếu khắp các cõi Phật trong mười phương thế giới, rồi trở về chỗ Phật, dẫn quanh bên phải ba vòng và nhập vào đỉnh đầu. Lúc ấy Tôn giả A Nan liền suy nghĩ, từ trước đến nay Đức Thế Tôn nhiều lần mỉm cười. Những lúc mỉm cười ắt có việc lạ, nay ta nên hỏi nhân duyên nào khiến Phật mỉm cười. Nghĩ như vậy rồi, Tôn giả liền rời khỏi chỗ ngồi, sau là y phục bày vai bên phải, với phải sát đất chắp tay hướng về Đức Phật nói kệ: tâm Phật thanh tịnh, hạnh không nhơ, có hai đức lớn, thần thông lớn, bậc cao quý nhất trong thế gian, hiện rõ như trăng không mây che, thánh trí vô ngại ở tâm giải thoát, hơn tiếng ca lăng già giữa trời, các ngoại đạo không thể lay động. Là do duyên nào Phật mỉm cười, lượng túc tôn làm nhiều lợi ích, thông đạt chân thật dạy cho con, nghe âm vi diệu của Như Lai, tất cả chúng sinh rất vui mừng. Chư Phật mỉm cười đều có cớ, Phật phóng quang ắt có thắng nhân, hôm nay ai được lợi ích lớn, thế nên dạy rõ ý mỉm cười. Hôm nay ai được chứng chân đế, ai là người được nhập pháp vương, hôm nay ai được pháp quán đảnh, ai là người được lên Phật vị. Nay ai được lợi ích thế gian, ai sẽ thuyết cả tạng pháp Phật, ai được trú vào nơi trí Phật. Vì vậy xin Phật giảng duyên cười. Lúc này Đức Thế Tôn dùng kệ bảo trưởng lão A Nan: A Nan, ông thấy chúng hội không? 500 vị từ tòa đứng dậy, thân tâm vui mừng nói lời thật. Chúng con đời sau được pháp này, họ đều một lòng chiêm ngưỡng ta. Bao giờ chúng con được như Ngài, nên ở trước ta phát nguyện lớn, đời sau chúng con chứng đạo này. Có 8 bậc người rời chỗ ngồi là đứng đầu trong 500 vị. Đời vị lai lúc chánh pháp hoại sẽ giảng nói pháp cho thế gian. Nay ta bảo với ông lời này, bậc trí vô ngại có trong chúng, họ không chỉ ở một cõi Phật, đứng dậy chắp tay kính chư Phật. Ta thấy vô lượng đời thuở xưa, ở trước 8 vạn chư Như Lai, 8 vị đứng đầu rời khỏi tòa, trở lại bảo vệ diệu pháp này. Trước 8 vạn ức na do tha, lại gặp vô số chư Phật này, tâm được giải thoát tiếng khen lớn, lúc đó họ đều đã thọ trì. Nay trong pháp thù thắng của ta, lại đứng đầu bảo vệ lợi ích, giáo hóa vô lượng chúng Bồ Tát, chất trừ ganh ghét các đại nhân. Lúc ta nhập diệt những vị này, giữ xá lợi ta để cúng dường, khéo bảo vệ để làm việc Phật, đặt vào hộp lưu truyền mười phương, xây tháp đất bằng hoặc trên núi, giao phó rồi rồng và chim vàng. Những người đó nương vào kinh này, qua đời được sinh lên cõi trời. Về sau nếu sinh lại làm người, cũng không lìa dòng họ cao quý, khéo giữ gìn đạo Bồ Đề ta, lại phát nguyện lớn tùy ở tâm. Hoặc lúc đến nước khác truyền pháp, được gặp kinh điển sâu xa này, rồi được truyền trao cho nhiều người, lấy vui vẻ trừ tâm ganh ghét, xin an cầu pháp không mệt mỏi, xem nhẹ tài sản và mạng sống, hàng phục tất cả loạn ngoại đạo, thường đem pháp màu cho chúng sinh. Khi đời không người thọ kinh này, cũng không đọc tụng truyền dạy lại, chỉ còn 500 người hiền ấy nay ở trước ta rời khỏi tòa. 8 vị Bồ Tát trong chúng đây, vì la truyền pháp cõi trời Bắc,
thường vui rộng lối làm lợi ích, rộng truyền kinh pháp thâm diệu này. Tám vị đại sĩ là đứng đầu, 500 vị kia cũng không hơn, mọi tiếng khen xa lìa cánh ghét, đời sau truyền bá pháp rộng lớn. Như vậy tỳ kheo ni, các ưu bạch tất ưu bạch di, lên pháp sư trí khéo không ganh, sẽ thành chánh giác oai đức lớn. Đức thần đầy đủ có nghĩ bàn, thể tướng trang nghiêm trong phước đức, được chúa thù thắng trường các khổ, thường nhổ sạch ba độc phiền não. Từ nay đến khi bỏ mạng sống, hoàn toàn không sinh trong đường ác, sinh nơi nào cũng được hòa hợp, gặp đạo bồ đề việc cao tổ, và không sinh vào các đường ác, cũng xa lìa những nơi hiểm nạn. Công đức vô tận không thể biết, phước vô lượng nhận nhiều như vậy, rồi sẽ gặp được Phật Di Lặc. Ở đó thường phát tâm hòa hợp, cung kính cúng dường lợi ích người, chỉ cầu đạo bồ đề vô thượng. Lúc ấy những vị này hội họp, nói thêm việc làm tưởng túc tôn, vì quả bồ đề của chư Phật, nên khỏi sinh tử chứng niết bàn, và đời sau lúc chánh pháp hoại, họ lại gìn giữ giáo pháp này. Ở những nơi tu hành như vậy, gặp thời Phật Di Lặc cũng thế, có thể ở trong hiền kiếp này, làm đèn sáng lợi ích cho đời. Tất cả những nơi giữ kinh ấy, an trụ ba đời đều không sợ, đời sau vô số ức chư Phật, không thể nghĩ bàn khó lường được, họ đều cúng dường tu hành rộng, họ trì việc Phật là hơn hết. Chứng đắc bồ đề ngay hiện tại, ai cũng thiết lễ cúng dường, đều có thể diệt độ, được diệt độ trước, ta vẫn trụ đời nhiều vô số. Nay đại bồ tát hiền hộ này, và bảo đức người tài xuất chúng, thương chủ cập đa già mana, sẽ gặp hàng xa vô số Phật, ở đó cũng tỏ kinh vô lượng vô thượng, trước đã trải qua nhiều số kiếp, tính toán cũng không thể cùng tận, vô lượng ức kiếp sao biết được. Đã có chúng sinh nghe được tên, hoặc lúc thức tỉnh hoặc trong mộng, có thể phát tiếng gầm sư tử, những người này làm thầy trời người, hoặc có chúng sinh chỉ nghe danh, có thể tin kính và vui theo, tất cả thành Phật không nghi ngờ, huống là cúng dường cả thân này. Lãnh thọ giáo pháp không nghĩ bàn, pháp trụ ở đời cũng vô lượng, lợi ích rộng lớn không cùng tận, công đức trí tuệ không thể biết. Chư Phật quá khứ khó nghĩ bàn, thế giới thanh tịnh hàng xa số, những người này rộng hành bố thí, chỉ cầu Phật Bồ Đề vô thượng, công đức ấy không thể đếm được, nhiều kiếp thuyết giảng không cùng tận, ở giới Bồ Đề không tăng giảm, thường nhớ giữ gìn kinh pháp này. A Nan, nếu người giữ kinh này, khi giáp độc tụng về nhớ nghĩ, ông nên quyết định và yêu kính, hoàn toàn không lìa 500 người. A Nan, nếu người nhận kinh này, siêng năng mong, nên siêng năng mong cầu vững chắc, giữ giới thanh tịnh bỏ ngủ nghỉ, chắc định chứng đắc tam muội này, những nơi ta giảng luật và giới, thì khéo học ở chốn thanh vắng, hành hạnh đầu đà không lìa bỏ, được tam muội này quyết không nghi. Nên bỏ những thỉnh cầu riêng biệt, phàm những gì ngon đều dứt trừ, thường phát tâm nghĩ đến chư Phật, ai cũng chứng được tam muội này. Biết rõ trước họa tham sân si, nào khinh ganh ghét đều xa lìa, không đấm không nhơ, nghĩ vô vi, độc tụng sẽ nghĩ định cao tột, ý xứ trong sạch không thể vướng, điều phục các căn trừ oán ghét, một lòng nghĩ nhớ đức Như Lai, độc tụng thọ trì định với diệu. Đã có Bồ Tát ở tại gia mà tâm trụ vững việc xuất gia, thọ trì độc tụng thành khẩu nghiệp, tâm thường nghĩ học tam muội này, thường tu hành thọ trì năm giới, cũng thường thọ trì tám trai giới, thường ở chùa biếu bỏ việc riêng, độc tụng suy nghĩ tam muội này, không nên tham đắm các thê thiếp, chỉ yêu con gái và của báu, biết hổ thẹn hạnh ưu và tắc, cho nên nghĩ nhớ tam muội này. Đối với người cho sinh tâm hại, phải nghĩ bỏ các điều bẩn cợt, không theo nơi nào trụ ở nhẫn, chỉ nhớ suy nghĩ tam muội này. Đối với tài vật không vướng mắc, hoa hương phấn thoa và vòng hoa, không theo nơi nào an trú nhẫn, cho nên nhận giữ tam muội này. Nếu thì kheo ni cầu kinh này, sẽ năng quy kính bỏ ganh ghét, chớ đùa giỡn cao ngạo khinh người, chứng bồ đề kia cũng không khó.
phải nên tinh tấn, phải mê mờ, tất cả mong cầu đều nên dứt. Tâm ưa thích pháp sống thanh tịnh, chỉ nên độc tụng tam muội này. Tâm thường không cùng với tham muốn, không sân giận và không tức tối, không bị ma chúng sinh trói buộc, chỉ nên gìn giữ tam muội này. Không dùng vô định làm việc, làm các việc, chớ tham mặt đẹp và sân ước, chớ nói lời làm chia cách người, chỉ nên gìn giữ tam muội này. Không lệ thuộc thân sắc nam nữ, im lặng các đức đức ý nghĩ tà, đối với thầy dạy tưởng như Phật, chỉ nên gìn giữ tam muội này. Sinh ra vĩnh viễn xa đường ác, chứ pháp Phật không tin tưởng rộng, diệt trừ các chướng nạn ba cõi, cần phải gìn giữ tam muội này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Đẳng, Đại Tập Hiền Hộ, quyển 3, nguyện đem công đức này hồi hướng về Tây Phương Tân Nghiêm Phật Tịnh Độ, trên nền bốn ân nặng chỉ có khổ ba đường, nếu có ai thắng nghe được phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sinh về cõi Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.